Nhân dịp Xuân Mậu Tuất 2018, hôm nay tại khu công nghiệp Thuận Đạo, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm và tặng quà cho các công nhân đang làm việc trên địa bàn. Tại buổi thăm và tặng quà, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình gửi lời chúc mừng năm mới an lành, hạnh phúc đến toàn thể các công nhân và gia đình, đồng thời biểu dương những đóng góp to lớn của lực lượng công nhân, người lao động cho những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong năm qua. Ghi nhận những tâm tư, nguyện vọng của các công nhân, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho biết, hiện nay Chính phủ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng các bộ, ngành, địa phương đã nỗ lực thực hiện các thiết chế xã hội ở các khu, cụm công nghiệp như phát triển nhà ở cho công nhân, xây dựng trường mầm non, siêu thị ở khu, cụm công nghiệp, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Những thiết chế xã hội đó sẽ góp phần tạo điều kiện cho các công nhân ổn định cuộc sống, yên tâm lao động, sản xuất. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng đề nghị Liên đoàn Lao động, chính quyền địa phương tăng cường thực hiện các chính sách chăm lo Tết cho công nhân, nhất là những người không có điều kiện về quê, để họ được đón Tết vui tươi, hạnh phúc.